hội chẩn với ca bệnh đầu tiên đến từ Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hà Tĩnh. Xin mời Hà Tĩnh ạ. Tại các điểm đông công. Thì sau đây Bệnh viện Hà Tĩnh xin hội chẩn một ca lâm sàng ung thư vú giai đoạn 4. Bệnh nhân nữ 39 tuổi, địa chỉ Kỳ Anh, Hà Tĩnh, ngày vào viện là 8 tháng 11. Bệnh sử là bệnh nhân có được chẩn đoán ung thư vú bên trái di căn hạch nách, gan đa khối, đã được hóa chất phác đồ 4AC và 4T. Tình trạng lúc vào viện thì bệnh nhân tỉnh táo, mệt mỏi nhiều, thể trạng gầy, cao 1m55, nặng 48kg, tim nhịp đều rõ, phổi không nghe ran, bụng mềm, ăn uống kém. Khám thì thấy khối u vú trái đau nhiều, nó nằm ở vị trí 1/4 dưới bên trong, cứng chắc, có di động. Siêu âm vú trái thì có khối u vú cư trú một và một số nhân giảm âm không đồng nhất, bơ không đồng đều, ranh rễ giỏ, khối lớn nằm ở 1/4 dưới trong, kích thước 28x19mm, bên trong có vôi hóa, có co kéo phần mềm xung quanh bị rạt năm, ngoài ra có một số nang kích thước lớn 4x3mm rải rác tương ứng ập số nốt giảm âm, bơ không đều, ranh rễ giỏ, nốt kích thước là lớn là 10x6mm. Kết luận là theo dõi ca vú trái, nốt giảm âm rải rác cơ ngực lớn bên trái, theo dõi tổn thương thứ phát. Siêu âm hạch nách thì vùng hạch nách có một số hạch mất cấu trúc mở rộng hạch, kích thước thì là 6,6 x 5,8 mm. Vùng nách phải có một số hạch nách còn cấu trúc mở rộng hạch. Kết luận là hạch nách trái theo dõi di căn hạch. Siêu âm bụng thì gan không to, nhu mô có một số nốt tăng âm, viên giảm âm, bơ đều, ranh rễ rõ. Nốt lớn là kích thước 18x17mm. Đường mật trong gan và ngoài gan không giãn, không có sỏi, tĩnh mạch cửa không giãn, không thể huyệt khối. Kết luận là nốt ở gan, theo dõi tổn thương thứ phát. Đã được chụp MRI thì MRI ở vùng là gan không to, nhu mô có nhiều khối, khối lớn kích thước là 20x22mm, ranh rễ rõ, bơ đều, tăng tín hiệu trên T2, giảm tín hiệu trên T1, ngầm thuộc đối quang thư sau tiêm. Kết luận là hình ảnh theo dõi tổn thương thứ phát ở gan. Đây là hình ảnh em rai ở vùng. Cái quáng phổi thì hiện tại chưa phát hiện tổn thương trên phim. Xét nghiệm thì có viêm gan B dương tính, CA153 thì 35,1. Mô bệnh học thì là mô bệnh học sinh thiết tại u vú thì là carcinoma biểu mô tuyến ống xâm nhập. Hóa mô miễn dịch thì típ lòng ống B. IR là dương tính 3 cộng, PA là dương tính 2 cộng, HER là âm tính ký 67-30%. Chẩn đoán là ung thư vú trái, theo dõi xâm lấn cứ thành ngực, di căn gan đa khối. Đã chỉ định điều trị là hóa chất phác đồ 4AC4T, chu kỳ 21 ngày liều 100%. Thì sau khi hóa chất chu kỳ 4AC thì lâm sàng là bệnh nhân tỉnh, thể trạng trung bình, tim nhịp đều rõ, phổi không nghe ran, bụng mềm, khối u vùng vú trái đã đỡ đau và khư trụ lại. Cần lâm sàng thì xâm vú trái lắm, khối giảm âm không đông nhất, bơ không đều, ranh rễ rõ, khối lớn nằm 1/4 dưới trong, kích thước 18x14mm. Bên trong có vôi hóa, có kéo 1/4 xung quanh là bi rạch 5. Kết luận là theo dõi ca vú trái. Siêu mạch nách thì vùng nách trái có một số hạch không rõ cấu trúc mở rộng hạch. Hạch lớn là 5x4mm. Kết luận là hạch nách trái theo dõi di căn hạch. CA153 là 6,9. Đợt được chụp MRI ở vùng sau hóa chất 4 chu kỳ thì gan không to, nhưng mà không đều, không có khối khư trú, đường mật trong và ngoài gan không giãn. Kết luận là hiện tại chưa thấy tổn thương trên phim cộng hưởng tư. Đây phim cộng hưởng tư sau 4 chu kỳ hóa chất 4AC. Sau 8 chu kỳ hóa chất thì là đánh giá lại thì lâm sàng là bệnh nhân tỉnh, thể trạng trung bình, tim nhịp đều rõ, phổi nghe ran, bụng mềm. Cần lâm sàng thì là CA153 là 4,9. Siêu âm phần mềm vùng nách thì phần mềm vùng nách hai bên hiện tại không thể khối khứ trú, không thể dịch, không thể hạch nách bất thường. Siêu âm phần mềm vú hai bên thì nang tuyển vú hai bên. Chi tiết lồng ngực thì một số nốt đặc xương không đông nhất, xương ức. Nốt lớn kích thước 15x5mm. Kết luận là hình ảnh một số nốt mơ đáy, một số nốt mơ và dày. Dây tổ chức kẽ rải rác hai trường phổi, một số đặc xương không đông nhất xương ức. Thì đề nghị khám lâm sàng để loại trừ cái thử phát CT lồng ngực.
Đúng rồi. CT ổ bụng thì gan không to, nhưng mà không đều, không thấy khối ngầm thuộc bất thường. Đường mật vào trong gan ngoài gan không giãn, không có sỏi. Tĩnh mạch cửa không giãn, không thể vượt khối túi mật. Không to, thành mỏng, dịch mật trong, không có sỏi. Polyp là 8 mm, kết luận là polyp túi mật. Đây là hình ảnh CT ổ bụng sau khi chuyên 8 chu kỳ hóa chất. Bệnh sau đó thì bệnh nhân đã được tiến hành phẫu thuật pa tây vú trái và vẹt hạch nách trái ngay tháng 6 năm 2022. Mô bệnh học sau phẫu thuật là ở vú trái thì hình ảnh mô tuyến vú trái lành tính, không thấy tế bào u. Ở hạch nách thì tổ chức sơ mở lành tính. Câu hỏi ở đây đặt ra là chúng ta sẽ hướng điều trị tiếp theo sẽ như thế nào? Cảm ơn các thầy. Vâng, xin cảm ơn bệnh viện Hà Tĩnh. Mời ý kiến của thầy Cương. Như vậy ở đây chúng ta có thầy Cương có lẽ phân tích cho hai cái hình ảnh cả 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 trước cả sau, có đủ với cái chẩn đoán hình ảnh trước và sau điều trị hóa chất không? Vâng, kính thưa thầy Thành, kính thưa các bác sĩ ở cái điểm cầu và các bác sĩ ở Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hà Tĩnh. Bệnh nhân này là một cái diễn biến rất là dài từ năm 2021 đến năm 2022 qua nhiều lần điều trị khác nhau với các những thăm khám khác nhau. Thì cái trình bày của các bạn nó chưa... có thể là thấy rằng là điều trị thì hiệu quả rất tốt nhưng mà lại không làm nổi bật lên được cái những cái tốt đấy ở đây, vì là thứ nhất là không nói gì về cái mốc thời gian, thứ hai là ở đây tôi xem cái bệnh án thì không ghi rõ là cái sinh thiết từ cái gì mà ra adenocarcinoma đấy. Thì có thể tóm tắt lại cái bệnh án của cái bệnh nhân này là một cái bệnh nhân mà phát hiện ra ung thư vú và rất là nhiều các khối di căn gan rồi. Sau đó thì qua một số các cái lượt điều trị hóa chất, bắt đầu từ năm 2021 đến năm 2022 thì chụp phim lên, thì tất cả các phim chụp lại các cái khối ở gan thì biến mất, các cái khối ở phổi, các cái khối ở vú thì không còn thấy được trên các cái phương tiện hình ảnh nữa. Sau đó thì các bạn đã mổ cắt cái tuyến vú. Cái tuyến vú thì thậm chí kết quả giải phẫu bệnh sau khi cắt xong cũng không còn cái tế bào ung thư nữa. Và rõ ràng là cái câu chuyện của cái bệnh nhân này sau một năm điều trị thì diễn biến rất là thuận lợi, rất là tốt cho bệnh nhân này. Cái phim chụp mà chúng tôi có được là cái một số các cái lát cắt, các hình ảnh trên cái slide nói về cái phim hình ảnh cộng hưởng từ trước khi điều trị hóa chất, khi mà đã phát hiện ra cái khối ở vú và có thể là các bạn đã sinh thiết vú và ra ung thư adenocarcinoma ấy, thì các cái khối mà nhìn thấy trên cộng hưởng từ thì rất là nhiều các nốt tổ chức, như vậy thì phù hợp với một cái chẩn đoán là di căn gan. Chúng tôi rất tiếc là chúng tôi không loát được cái hình ảnh cộng hưởng từ lên đây, nhưng mà với những các cái nốt tổ chức trên cái phim chụp cộng hưởng từ trên cái slide thì có thể khẳng định đấy là các cái nốt di căn gan rất là điển hình. Ung thư vú mà di căn gan nhiều khối như vậy thì thường là đi qua đường máu. Tuy nhiên là chúng ta đây ạ, chúng ta có cái phim chụp cộng hưởng từ đây rồi ạ. Vâng, mời thầy Cương phân tích trực vâng. Tiếp trên cái phim cộng hưởng từ này trước và sau đó. Đây là cái phim chụp cộng hưởng từ khi ở cái thời điểm năm 2011, 2021 khi mà mới phát hiện ra cái khối ở vú và có cái sinh thiết vú đã chứng minh là ung thư, thì các bạn đã siêu âm thấy các nốt ở gan, sau đó thì chỉ định chụp cộng hưởng từ. Vâng, với cái phim chụp cộng hưởng từ như này, rất là nhiều khối ở gan tổ chức như này thì hoàn toàn số 1 mà chúng ta nghĩ đến là các cái di căn gan. Đó. Các cái di căn gan trong một cái nhu mô gan lành mà rất nhiều khối tổ chức nằm ở trong gan, hạn chế khuếch tán, ngấm thuốc, tức là có các cái mạch máu nuôi. Chỉ con trỏ và những cái khối đấy thôi.
Tại vì em vẫn chưa loát được cái hình ảnh ấy. Vậy chúng ta nhìn trên cái phim chụp thứ hai cắt ngang thì chúng ta có thể nhìn thấy những các cái nốt tăng tín hiệu nằm dày đặc trong gan đấy, rất là nhiều đấy, không đếm được số lượng, không thể đếm được số lượng là có bao nhiêu nốt ở trong gan. Và đây là các nốt tổ chức thì rõ ràng đây là các cái trên một cái bệnh nhân trẻ gan lành không có xơ gan mà đã được chứng minh là ung thư vú và rất nhiều cái nốt ở gan, thì cái số 1 chúng ta nghĩ đến một cái di căn gan do cái ung thư vú này là chắc chắn là đặt ra. Tuy nhiên để khẳng định được chắc chắn ung thư di căn gan thì chúng ta cần phải dựa vào xét nghiệm giải phẫu bệnh. Thì không biết là ở cái thời điểm năm 2021 các bác sĩ ở Hà Tĩnh đã sinh thiết cái gan này hay chưa mà điều trị hóa chất. Tuy nhiên là khi mà dùng cái hóa chất điều trị ung thư vú mà chụp lại CT thì các cái khối ở trong gan này nó biến mất. Thì đấy cũng coi như là một cái để chẩn đoán xác định đấy là các cái ung thư di căn gan từ cái ung thư vú. Đấy là coi như là một cái chẩn đoán xác định chắc chắn. Và đáng tiếc là cái phim chụp ở năm 2021 các bạn chụp cộng hưởng từ, nhưng mà phim chụp năm 2022 sau cái thời gian điều trị thì chúng ta lại chụp lại CT, thì có thể là dựa là chụp cả CT ngực và bụng luôn. Tuy nhiên là để khẳng định chắc chắn không còn cái nốt nào ở gan thì cộng hưởng từ nó sẽ nhạy hơn và nó chính xác hơn nhiều so với cả CT. Tuy nhiên là với những các cái khối mà trên CT trên cộng hưởng từ rất là dày đặc như này, sau thời gian điều trị chúng ta chụp CT lên nó biến mất thì cũng có thể khẳng định được đây là các cái nốt mà ung thư vú di căn gan. Ở đây chúng ta có hình ảnh CT chuyển vào không nhỉ? Có cái phim CT sau điều trị đây ạ. Vâng, thầy Cương cho xem cái hình ảnh Vâng. chi tiết đi. Đây là cái phim chụp mà các bạn chụp CT ngực bụng. Thì trên cái phim CT ngực này thì chúng ta cũng có thể thấy rằng là ở cái nhu mô vú trái cùng với cả các hạch nách. Đấy, thì hạch nách thì vẫn một số các hạch nách thì vẫn còn. Đấy, tuy nhiên là nhu mô gan thì không còn các cái khối gì bất thường kèm theo nữa. Ở cái thời điểm mà tôi xin lỗi là ở thời điểm năm 2022, tức là tháng 4 năm 2022 thì các bạn có cái phim chụp cộng hưởng từ. Đấy, và chúng ta thấy là cái phim chụp cộng hưởng từ của gan thì so với cả trước điều trị cách đấy 1 năm với phim cộng hưởng từ thì gần như các khối đấy nó biến mất đến 90%. Đấy, tuy nhiên là chúng ta vẫn còn thấy một cái nốt tổ chức nằm ở trong gan phải. Một cái nốt nằm ở trong gan phải mà cái nốt này còn thấy được ở trên phim chụp cũ. Đấy, thì chứng tỏ rằng là cái tổn thương mà ung thư vú di căn gan mà nằm ở trong gan nó đã biến mất đi rất là nhiều, đáp ứng rất tốt với cả hóa chất, nhưng mà nó vẫn còn một cái nốt nằm ở trong gan phải. Ngoài ra thì không thấy các cái bất thường khác kèm theo. Anh thì nó chứng minh rằng là với cái hóa chất điều trị này thì bệnh nhân này đáp ứng rất là tốt và các cái tổn thương của gan thấy được trên hình ảnh thì gần như là không còn nữa. Còn siêu âm thì chúng tôi không có cái kết quả siêu âm, hình ảnh siêu âm trực tiếp ở đây, nhưng mà theo như kết quả của các bác sĩ ở Hà Tĩnh báo lại thì rõ ràng là so với cả kết quả siêu âm thì chúng ta không còn nhìn thấy được cái ung vú nữa. Thực tế thì với những cái ung thư vú sau một thời gian điều trị hóa chất thì nếu mà đáp ứng tốt thì chúng ta siêu âm lại chúng ta sẽ không còn bằng chứng gì về cái ung thư vú nữa, nó là một cái chuyện bình thường của cái ung thư vú. Tuy nhiên là điều trị tiếp theo và tiên lượng như nào thì vẫn là sẽ phải phụ thuộc vào tiên lượng của các bác sĩ ung bướu, các bác sĩ về chuyên ngành ung thư. Em xin ạ.
Vâng, cảm ơn thầy Cương. Ở đây tôi cũng muốn hỏi thêm thầy Cương, bởi vì là khi chúng ta áp dụng những cái CT với cộng hưởng từ thì nó khá là rõ rồi đúng không? Nhưng mà nhiều cơ sở hoặc là khi chúng ta khám sức khỏe chẳng hạn thì vẫn phải dựa vào chụp X quang, rồi là đặc biệt là siêu âm tuyến vú. Nó là một trong cái biện pháp rất là vừa đơn giản vừa rẻ tiền để chúng ta có thể sàng lọc. Đấy. Thế thì ở đây chúng ta khi mà bắt đầu chúng ta có một cái hình ảnh là khối khu trú này và có rất nhiều một số nhân này, vừa có nhân này, vừa có vôi hóa này, rồi lại còn có cả nang này, vân vân. Đấy. Rồi những cái nốt giảm âm ở cơ ngực. Đấy, hạch ở vùng nách thì mất cái cấu trúc mỡ ở rốn hạch. Vậy thì những cái gợi ý nào ở trong những cái hình ảnh siêu âm này là nghĩ đến ung thư vú? Vâng ạ, kính thưa thầy Thành và các bác sĩ, là đúng là cái chiến lược điều trị, chiến lược chẩn đoán về ung thư vú ấy, thì bao giờ cũng bắt đầu bằng các cái phương pháp là siêu âm và chụp X quang vú. Thì quả là cái bệnh nhân này cũng như như vậy, đấy là bắt đầu bằng cái việc là siêu âm phát hiện ra những cái nốt mà nghi ngờ nằm ở trong tuyến vú, đấy là các cái nốt mà chúng ta phân độ theo BRAS. Tất cả các cái nốt ở vú trên siêu âm hoặc là trên mammography, tức là trên X quang ấy, là chúng ta đều có những cái phân độ theo BRAS, và từ cái BRAS đấy nó sẽ quyết định là chúng ta nên làm cái gì, định hướng chúng ta làm cái gì. Ví dụ như là với cái BRAS từ 4 trở lên thì người khuyến cáo là nên làm cái sinh thiết vú chẳng hạn. Sinh thiết thì có thể sinh thiết bằng định vị của siêu âm, định vị của kim dây, định vị của X quang hoặc cộng từ, tùy theo các cái cơ sở nào mà càng có cái máy móc tối tân hiện tại bao nhiêu thì cái mức độ mà hướng dẫn và định hướng để lấy ra bệnh phẩm thì càng càng chi tiết và chính xác bấy nhiêu. Đấy, thì bắt đầu bao giờ cũng bằng cái siêu âm. Còn nếu mà một cái khối ở vú nhưng mà chúng ta lại nghi ngờ là có hạch tổn thương ở nách hoặc là các cái khối ở phần mềm trong thành ngực, thì để khẳng định thì chúng ta phải dựa vào bằng chứng của mô bệnh học hoặc là tế bào học, thì chúng ta mới khẳng định là cái hạch đấy là di căn, hoặc ít nhất là trong cái quá trình mà phẫu thuật mà bóc tách ra cái hạch đấy, người ta khẳng định là ung thư thì đấy mới là chẩn đoán. Còn tất cả những cái chẩn đoán về hình ảnh không xâm lấn bằng X quang hoặc vú hoặc là bằng siêu âm thì chỉ là những cái định hướng để phân độ, dựa vào đấy để người ta phân độ đến cái mức độ ác tính như thế nào thôi, chứ đấy chưa phải là cái chẩn đoán là TNM là ung thư giai đoạn mấy, di căn hạch đến đâu và di căn đến đâu rồi ạ. Vâng. Như ý tôi hỏi là cái gợi ý ở trong cái siêu âm này thì những cái gì nó là gợi ý là ung thư vú, là ở đây chúng ta thấy có nhân này, có khối giảm âm này, có vôi hóa này, có nang nữa này. Vâng, có thể là chúng ta siêu âm một cái vú. Chúng ta siêu âm một cái tuyến vú có thể gặp rất nhiều các loại hình thái tổn thương khác nhau, nhưng mà những cái gì mà nghi ngờ mà ác tính cần phải làm cái tiếp theo đấy là những cái khối đặc giảm âm nằm trong nhu mô vú. Trong khối đặc đấy chúng ta thấy có các cái vôi hóa. Các cái vôi này không phải là một cái vôi mà khối lớn chiếm toàn bộ, mà càng các cái vôi hóa nhỏ, nhỏ li ti, giống như là cái chấm chấm kim ấy, thì càng nghi ngờ ác tính. Đấy, thì đấy là những cái dấu hiệu mà trên siêu âm mà chúng ta chấm cái điểm BRAS nó phân độ cao và sẽ quyết định rằng là bệnh nhân đấy cần phải đi sinh thiết để chẩn đoán, vì là cái hình ảnh siêu âm đấy nghi ngờ rất là cao. Vâng, rất cảm ơn thầy Cương. Sau đây xin mời thầy Huy, chuyên gia về ung bướu, đặc biệt là chuyên gia về ung thư vú. Dạ vâng ạ. Kính thưa thầy Thành, kính thưa các thầy cô, kính thưa các quý vị đồng nghiệp ở các điểm cầu và các bác sĩ ở Bệnh viện Đa khoa Hà Tĩnh. Thì đầu tiên là xin chúc mừng các bạn ở Bệnh viện Đa khoa Hà Tĩnh đã điều trị một cái trường hợp ung thư vú giai đoạn muộn, nhưng mà cái kết quả điều trị là rất là tốt, thể hiện là các cái tổn thương là gần như là biến đi gần hết ở trên phim chụp, và thậm chí là cái tổn thương u nguyên phát thì không còn có trên mặt trên mô bệnh học nữa, cái xét nghiệm mô bệnh học sau mổ nữa. Điều đó chứng tỏ là cái kết quả điều trị của các bạn sau cái phác đồ hóa trị gồm 8 chu kỳ. 4 cái chu kỳ đầu tiên là 4 chu kỳ thuốc AC thì là cái tổn thương đã đáp ứng rất là tốt. Thế sau đó 4 cái chu kỳ tiếp theo là 4 chu kỳ taxan thì cái tổn thương nó đáp ứng còn tốt hơn nữa.
Thì đây là một cái trường hợp mà cũng phải nói là cũng không thường gặp lắm, và phải nói là các bạn đã điều trị và bệnh nhân đáp ứng rất là tốt. Thông thường thì những trường hợp ung thư vú giai đoạn muộn có thể có đáp ứng, thế nhưng mà đáp ứng một cách gần như là hoàn toàn, có thể mình nói là không nhìn thấy trên phim chụp như thế này thì là không phải là trường hợp thường gặp. Phải nói là đầu tiên phải chúc mừng các bạn đã có cái điều trị rất tốt. Và quay lại cái câu hỏi các bạn trong cái trường hợp này là mình nên làm gì tiếp theo một cách tối ưu cho bệnh nhân. Thế thì mặc dù là bệnh nhân điều trị đáp ứng rất là tốt, tuy nhiên thì cái giai đoạn đầu tiên là giai đoạn muộn, giai đoạn 4 vẫn là cái yếu tố tiên lượng quan trọng nhất cho bệnh nhân. Và cho dù đáp ứng tốt đi chăng nữa thì vẫn là đã di căn rồi. Và có thể mình không nhìn thấy trên mặt phim ảnh, thế nhưng không đồng nghĩa với chuyện là tất cả các cái tế bào ung thư hiện nay nó không còn xuất hiện trên, không còn tồn tại trên cơ thể bệnh nhân nữa. Và cái hướng điều trị tiếp theo cho bệnh nhân thì mình vẫn phải điều trị toàn thân là chính, và biện pháp điều trị toàn thân là chủ yếu nhất. Do đó mà cái biện pháp điều trị tại chỗ, ví dụ như xạ trị sau mổ, thì cân nhắc không đặt ra, bởi vì mặc dù có thể bây giờ mình không nhìn thấy tổn thương trên gan, nhưng mà có thể là nó còn có những cái ổ mà dưới 10 mũ 9 tế bào này phim ảnh thì không nhìn thấy được. Và điều trị toàn thân thì rất may mắn là bệnh nhân này có cái thụ thể nội tiết dương tính, do đó mình có thể lựa chọn điều trị nội tiết, bởi vì điều trị nội tiết nó ít tác dụng phụ, ít tác dụng không mong muốn, và có thể điều trị kéo dài lâu dài. Và đối với những bệnh nhân mà giai đoạn 4 như này, người ta khuyên nên cố gắng điều trị ngoài những cái đợt điều trị tấn công như 4AC4T các bạn điều trị, thì nên điều trị duy trì. Và các bạn có thể duy trì càng lâu càng tốt. Với bệnh nhân 39 tuổi này thì có thể là mình, nếu bệnh nhân còn kinh thì mình có thể ức chế buồng trứng bằng thuốc, bằng xạ trị hoặc bằng phẫu thuật, sau đó là điều trị bằng thuốc điều trị nội tiết bậc 2 kéo dài, và cho đến khi mà bắt đầu xuất hiện những cái tổn thương tiến triển. Thế thì khi xuất hiện tổn thương tiến triển thì một trong những động tác quan trọng mà nên các bạn nên nhớ đó là nên sinh thiết lại tổn thương, bởi vì khoảng 16% những cái trường hợp mà ung thư vú khi điều trị thì nó sẽ thay đổi cái đặc điểm của mô bệnh của hoa môn miễn dịch, ví dụ như là thụ thể nội tiết đang từ dương tính trở thành âm tính, hoặc là HER2 đang từ âm tính trở thành dương tính. Và khi có cái thay đổi về hoa môn miễn dịch như thế, mình sẽ có căn cứ để tiếp tục lựa chọn cái điều trị tiếp theo. Ví dụ như bệnh nhân khi mà không còn thụ thể nội tiết dương tính nữa thì mình không nên tiếp tục điều trị nội tiết nữa, mà nên thay bằng hóa trị. Và khi có thụ thể HER2 mà đang từ âm tính chuyển thành dương tính thì mình có thể điều trị thêm, bổ sung thêm các thuốc điều trị kháng HER2 cho bệnh nhân. Thế còn trong trường hợp mà bệnh nhân vẫn giữ nguyên cái đặc điểm hoa môn miễn dịch, tức là vẫn còn thụ thể nội tiết dương tính, thì mình có thể có thêm một vài cái liệu pháp điều trị nội tiết thay thế cho cái liệu pháp điều trị nội tiết ban đầu mà đã kháng. Ví dụ như là các bạn đang từ bậc 2, các bạn có thể chuyển thành bậc 1. Hoặc là các bạn đang từ bậc 2, các bạn có thể kết hợp với một cái thuốc nữa là Afinitor, Everolimus. Hoặc là nếu bệnh nhân có điều kiện hơn thì có thể sử dụng một số các thuốc kháng CDK46, là những cái thuốc mà mới nhất hiện nay. Và mà sau đó khi mà đã kháng với tất cả các cái điều trị nội tiết rồi thì các bạn có thể cân nhắc hóa trị cho bệnh nhân. Và nếu hóa trị thì nên hóa trị đơn trị tuần tự từng thuốc một, để bởi vì cái mục đích của mình không thể điều trị curative được nữa, thì mình nên điều trị bằng cái đã hóa chất thì nên hóa chất đơn trị để giảm tác dụng phụ một cách tối thiểu. Và em xin hết ý kiến. Vâng, xin cảm ơn tiến sĩ Huy và đã trả lời được phần nào về cái câu hỏi đặt ra là hướng điều trị tối ưu nhất ở bệnh nhân này, đúng không? Sau đây xin ý kiến của nhà giải phẫu bệnh tiến sĩ Minh. Và ở đây chúng ta có một cái kết quả của mô bệnh học là carcinoma biểu mô tuyến ống xâm nhập, nhưng mà lại không biết là lấy ở vị trí nào, đúng không? Đấy, thì đề nghị bệnh viện tỉnh Hà Tĩnh cho biết là cái kết quả mà giải phẫu bệnh đây là lấy ở vị trí nào. Và theo thầy Minh thì đối với các vị trí mà lấy tuyến vú hay là lấy ở phần hạch nách như vậy, đấy, thì nó có ảnh hưởng
khác gì nhau không? Đấy, vì ở đây chúng ta thấy là trên một bệnh nhân này lại còn có cả một cái rất nhiều khối ở gan và khả năng là chúng ta chưa sinh thiết khối ở gan. Đấy, vậy thì ở đây là một cái ung thư di căn đi hay là có hai cái loại ung thư cùng một lúc? Đấy, cũng phải đặt ra cái câu hỏi như vậy trên nền một bệnh nhân có viêm gan B nữa cơ. Mời Hà Tĩnh cho biết ý kiến ạ. Trước mổ và xong lấy cái mẫu bệnh phẩm đó để làm hóa mẫu miễn dịch luôn ạ. Còn ở gan thì bọn em chưa sinh thiết. Cảm ơn thầy. Giờ chúng tôi không nghe rõ chắc các sinh thiết lấy bệnh phẩm ở từ đâu. Alo ạ, thầy nghe rõ không ạ? Nghe được rồi. À vâng, thưa thầy thì đấy là cái mẫu bệnh học được lấy trước khi hóa chất lấy tại khối vị trí khối u. Vâng. U vú và bọn em từ lấy cái mẫu bệnh phẩm đó để làm hóa mẫu miễn dịch luôn ạ, chứ không sinh thiết được gan cũng không sinh thiết được hạch nách ạ. Vâng. Cảm ơn thầy. Vâng, cảm ơn thầy. Mời bên kỹ thuật cho cái ngành mẫu bệnh học và mời ý kiến của thầy Minh. Vâng, kính thưa thầy Thành cùng các thầy và có thể các anh em đồng nghiệp. Xin lỗi, chắc là Hà Tĩnh tắt cái micro ở đầu kính ạ. Vâng, mời thầy Minh. Vâng, sáng nay em có nhận được một vài hình ảnh về mô bệnh học. Ở đây thì là cái sinh thiết ở mô vú trước khi điều trị cho bệnh nhân. Thì em cũng hoàn toàn đồng ý với ý kiến đã chẩn đoán trước đó. Đây là một cái ung thư biểu mô xâm nhập của vú và típ không đặc biệt, độ 2. Đấy, và trên nhuộm hóa mô miễn dịch thì với cái sự bộc lộ của các dấu ấn IA này, PR, không bộc lộ HER2-new và Ki-67 cũng tăng cũng trên 20%, thì cũng là một phân vào nhóm là một cái lòng ống B thì em thấy cũng là hợp lý. Và cũng giống như thầy Huy thì cũng chúc mừng các đồng nghiệp đã điều trị một cái bệnh nhân này rất là tốt. Thì tuy nhiên với những cái trường hợp mà như thầy Huy nói, với những trường hợp mà bệnh nhân đã giai đoạn 4, một bệnh nhân giai đoạn rất là nặng nề rồi, trên trước khi chẩn đoán rất nặng nề rồi, mà sau khi đó thì chúng ta lại mổ vú mà chúng ta không thấy các cái tổn thương, kể cả trên cái hình ảnh này, thì thực tế ra ấy, thì cái hình ảnh này là một cái hình ảnh mà bác sĩ giải phẫu bệnh ở trong đó chụp và có gửi qua ảnh, tức là chỉ một cái vài cái vị trí ở đây thôi, thì chúng ta cũng không đánh giá được đầy đủ tất cả các cái vị trí khác. Cũng giống như chúng ta xem con voi, chúng ta chỉ đưa cho chúng ta xem một vùng hoặc là một cái tai thôi, thì tôi cũng thấy là đấy là cái tai, chúng tôi cũng không đánh giá hết được. Đấy, cho nên là rất là khó, và chúng tôi cũng gọi là với đồng nghiệp với nhau, chúng tôi cũng hoàn toàn tin tưởng là các bạn cũng đánh giá một cách chính xác. Nhưng theo tôi, với những cái trường hợp mà nghi ngờ như thế này, thứ nhất là gì ạ? Lúc nãy trên cái phim cắt lớp vi tính của lồng ngực ấy, thầy Cương cũng chưa đánh giá lại xem, bởi vì trong này các bạn đang nói là có một số nốt đặc ở xương không đồng nhất ở xương ngực và nốt lớn kích thước 15x5mm, thì các thầy thử đánh giá cho cái này lại giúp chúng tôi. Cái thứ hai nữa là trong gan khi thầy Cương xem lại thì vẫn có những cái nốt đó, thì sẽ đánh giá lại. Và cái vú này thì tôi cũng gọi là cẩn tắc vôi nấy, thì cũng mong là các đồng nghiệp của tôi ở trong đó xem là khi mà mình pha phẫu tích ý, gọi là phẫu tích cái tuyến vú sau khi mổ cắt. Tuyến vú này mổ là cắt chắc là không bảo tồn nữa, đúng không ạ? Cắt toàn bộ. Vậy thì chúng ta phải đánh giá cái vú này theo đúng cái tiêu chuẩn của một cái cắt vú toàn bộ. Chúng ta phải đánh giá được gì ạ? Bề mặt trên, bề mặt sau, bề mặt dưới, bề mặt hai bên. Và chúng ta cần phải bôi mực, và chúng ta đánh giá khi các cái mẫu bệnh phẩm này chúng ta cần phải cắt lát ra thành series, thì lúc đó chúng ta mới đánh giá được những cái tổn thương. Đấy, thì không biết là các bạn có đánh giá theo như thế không và lấy cái tổn thương như thế không. Đấy, và chúng tôi cũng nếu mà không thì cái nguyên nhân gì có thể làm cho chúng ta bị cái không làm được như thế. Bởi vì tôi biết là có rất là nhiều các bác sĩ phẫu thuật xong là khi hay là tái máy xem là cái khối u đấy như thế nào lại đi bổ ra, sau đó là không còn cái lành lặn cái khối tổn thương nữa, cho nên là nhà giải phẫu bệnh không biết được nào mà đánh giá, đôi khi còn mổ ra còn cắt hẳn riêng ra ngoài. Đấy, vậy nhà giải phẫu bệnh không biết đánh giá như thế nào. Đấy, thì
Thì trong cái trường hợp này thì với cái hình ảnh mô bệnh học mà bạn ấy gửi cho em thì thấy là hoàn toàn là không thấy còn u ở trên trên các cái ảnh mà bạn gửi. Thế cho nên là em cũng khuyến cáo là mình nên nên phẫu tích thêm các cái vùng khác ở vú này xem như thế nào. Đấy, và chúng ta thấy rằng là những cái khối u nếu như mà chúng ta đánh giá ở trên lâm sàng như tôi thấy trong này là khi mà đánh giá khối u vùng vú trái đỡ đau khu trú lại, tức là khi khu trú lại vậy thì chúng ta đánh giá là vậy thì hoàn toàn là chưa hết cái tổn thương chứ không phải là hoàn toàn mềm mại bình thường. Đấy, vậy thì khi các nhà lâm sàng, các nhà phẫu thuật mà lấy cái khối này thì nên đánh dấu cho chúng tôi bằng chỉ đấy là cái vùng tổn thương, vùng nghi ngờ đó trên trên mổ, trên đại thể nó như thế đó, để khi pha bệnh phẩm, phẫu thuật bệnh phẩm, các nhà giải bệnh có thể lấy chính xác những cái vùng đấy. Đấy thì còn còn cái vấn đề trên mô bệnh học thì hoàn toàn là em cũng đồng ý với đồng nghiệp của em mới đầu cầu đó. Vâng, xin cảm ơn ạ. Vâng, cảm ơn thầy Minh. Thầy hoàn toàn đồng ý với cái kết luận của bệnh viện tỉnh Hà Tĩnh, đồng thời thầy cho thêm một số khuyến cáo để có thể giúp ích cho gọi là giúp đỡ hơn cho nhà giải phẫu bệnh, phối hợp giữa hai chuyên khoa nó tốt hơn. Thế thì còn ý kiến của thầy Cương như nào về cái kết quả chẩn đoán hình ảnh cuối cùng? Vâng ạ, kính thưa thầy Thành, trong cái phim chụp CT ngực thì chúng tôi không thấy có cái tổn thương ở gần đây nhất, cái tổn thương về phổi. Tuy nhiên là tôi xin bình luận thêm một chút về cái ý kiến của thầy Minh giải phẫu bệnh. Thực tế thì với những cái trường hợp mà ung thư vú ấy, mà điều trị hóa chất, trước khi mà điều trị hóa chất ấy, thì có những cái trung tâm vú mà người ta làm mà thực sự là chuẩn chỉ thì người ta phải đánh dấu, người ta cắm một cái ghim vào cái khối u. Sau thời gian điều trị hóa chất xong ấy thì khi mà mổ ra ấy thì các bác sĩ phẫu thuật người ta toàn thấy toàn bộ cái vú là bình thường hết. Nó là một chuyện có thể gặp, và cái chỗ mà người ta đính cái ghim vào đấy thì đấy là cái ngày trước nó có một cái u, và người ta sẽ tập trung cái chuyện giải phẫu bệnh vào cái chỗ đấy. Thì ngay cả khi mà các cái bác sĩ phẫu thuật người ta đã mổ ra rồi, sau khi điều trị hóa chất thì cái khối u nó biến mất, đấy là cái chuyện mà cũng không phải là hiếm gặp ở trên lâm sàng. Và nếu mà bảo các bác sĩ phẫu thuật là định vị đâu là cái u thì lúc bây giờ nó là hoàn toàn bất khả thi, không thể là làm được cái chuyện đấy cả. Bởi vì sau khi điều trị hóa chất rồi, có thể cái u nó vẫn còn, ung thư nó vẫn còn một số lượng tế bào giống như là bác sĩ Huy có nói, nhưng mà không có một cái phương pháp nào có thể thấy được trên hình ảnh cũng như trên đại thể, và chỉ có nhờ những cái định vị bằng cái ghim, bằng cái từ trước khi mà điều trị hóa chất ấy thì nó còn tồn tại lại, thì đấy mới là cái bằng chứng để người ta thấy rằng là thấy được cái khối u và bằng chứng của ung thư. Đấy, thì đấy là những cái mà hiện tại sau khi điều trị hóa chất rồi, tất cả mọi thứ đều bay đi hết rồi, không nhìn bằng cái đại thể nữa cũng như hình ảnh nữa. Đấy, nhưng mà thực tế thì giống như là cái phim chụp cộng hưởng từ này cho thấy rằng là cái khối u ở gan nó vẫn còn, một cái nốt ở gan phải nó vẫn còn. Đấy, thì bất kỳ một khi nào nó cũng lại bùng lên và nó di căn toàn cơ thể, toàn gan, toàn phổi, thì chúng ta đây chỉ là một cái thành công ở trước mắt, đấy là cái điều trị hóa chất tốt, nhưng mà chúng ta đã không xác định được cái vị trí u nguyên phát bằng một cái định vị từ trước. Hai là cái điều trị tiếp theo như thế nào thì nó vẫn còn là một cái câu hỏi. Hiện tại về phía hình ảnh thì có thể nói rằng là chỉ còn một cái nốt ở gan phải, còn lại thì ở phổi, ở xương hoặc là các cái tổn thương khác trên hình ảnh không thấy gì hết nữa. Vâng, cảm ơn thầy Cương. Thì lát thầy Huy có thể bổ sung thêm ý kiến của mình. Đó. Vậy nếu về cái nốt này là chúng ta điều trị tiếp như nào hợp lý, và xin ý kiến của nhà phẫu thuật tiến sĩ Hoàng. Báo cáo thầy Thành cùng các quý vị đồng nghiệp và các đầu cầu. Thì ngoài các ý kiến của các thầy rất là đầy đủ, em xin có một số các ý kiến nhỏ để làm cho cái thứ nhất là cái chẩn đoán, theo dõi và tiên lượng bệnh nhân này nó một cách đầy đủ và hoàn chỉnh hơn thôi. Cái thứ nhất ấy, đấy là về mặt chẩn đoán ấy. Cái thứ nhất là ở đây các bạn chẩn đoán là theo dõi ung thư vú trái, nhưng mà sau khi điều trị hóa chất 4 chu kỳ thì vẫn chẩn đoán là theo dõi ung thư.
Cái này phải chẩn, lúc đấy phải có chẩn đoán xác định rồi chứ, phải là chẩn đoán xác định ung thư chứ không nên là chẩn đoán là theo dõi nữa. Vì đã đến mức độ một là mình có mô hình học rồi, cái thứ hai là mình đã điều trị hóa chất rồi thì cái chẩn đoán không còn là theo dõi nữa. Đấy là một. Cái thứ hai ấy, đó là đối với ung thư nói chung và ung thư vú nói riêng thì cái chẩn đoán giai đoạn trước mổ hầu hết các ung thư đều như thế, chẩn đoán giai đoạn trước điều trị hoặc là sau điều trị đấy là hoặc là sau phẫu thuật là một cái cực kỳ quan trọng để mình có được cái phác đồ cho bệnh nhân như thế nào. Thế thì ở bệnh nhân này cái chẩn đoán giai đoạn trước khi điều trị ở bệnh nhân này thì thấy nó chưa đầy đủ. Thứ nhất là trước khi mà các bạn tiến hành điều trị hóa chất ấy thì có chụp cộng từ nhưng không nhắc đến là chụp cắt lớp ngực bụng như thế nào. Thế sau 4 chu kỳ thì lại xuất hiện một cái cắt lớp ngực là có nhân ở thành ngực. Như vậy là cái việc mà mình chẩn đoán giai đoạn bằng các phương tiện chẩn đoán hình ảnh để mà có cái giai đoạn trước điều trị cho bệnh nhân là nó không đầy đủ. Thế thì không biết là cái nốt ở ngực này là nó xuất hiện sau khi điều trị hay trước khi điều trị hóa chất nó đã có rồi. Đấy là một. Thế nên là khi mình có một cái chẩn đoán giai đoạn mình phải làm một cái chẩn đoán nó đầy đủ từ trên xuống dưới và tổng thể thì nó muốn có cái chẩn đoán đầy đủ được. Thêm nữa là gì? Thêm nữa là sau 4 đợt điều trị hóa chất chụp cộng từ thì thấy là các cái nhân di căn ở gan so với trước khi điều trị hóa chất nó bay hết. Nhưng mà sau 8 chu kỳ các bạn lại chuyển thành chụp cắt lớp vi tính. Mà trong khi đó đối với những cái tổn thương di căn gan ấy thì chụp cộng từ nó nhạy hơn rất nhiều so với cắt lớp vi tính, đặc biệt là các cái nhân nó bé. Thế thì các bạn lại sau 8 chu kỳ lại chuyển sang cắt lớp. Thế cái này nó không đồng nhất giữa các phương tiện chẩn đoán hình ảnh là mình rất khó đánh giá cái một cách chính xác cái đáp ứng điều trị và cái giai đoạn của bệnh nhân. Nên sau 8 chu kỳ các bạn nên chuyển thành cái cộng từ là một. Đồng thời sau 8 chu kỳ thì lại không thấy cái phim cắt lớp ngực đâu cả để đánh giá cái đáp ứng của cái nhân, nếu mà có cái nhân di căn lồng ngực ở sau 4 chu kỳ thì có, nhưng sau 8 chu kỳ thì lại mỗi có mỗi cái cắt lớp gan thôi, cũng không thấy có cái cắt lớp để mà đánh giá cái nhân di căn ngực. Đấy thì là một số cái góp ý để mà nghĩ, để ngoài cái việc các bạn điều trị rất là tốt rồi thì phải có thêm những cái đó để cho cái chẩn đoán, cái theo dõi điều trị của mình nó hoàn thiện hơn. Xin hết. Vâng, cảm ơn thầy Hoàng. Tức là chúng ta cần phải làm một cái nó đồng bộ hơn, đúng không? Chuẩn hóa hơn. Ý kiến của thầy Huy như nào? Dạ vâng ạ. Kính thưa thầy Thành, kính thưa thầy cô, thì đầu tiên em cũng rất là đồng ý với ý kiến của các thầy cô. Và thực sự thì nếu mà mình làm được một cái đồng bộ hơn từ đầu thì mình sẽ đánh giá được cái đáp ứng sẽ tốt hơn. Nó sẽ tốt hơn rất nhiều. Đặc biệt là cái tổn thương ở phổi mình, lúc đầu mình chỉ chụp một ít quang thôi nên mình sẽ không đánh giá được cái chuyện là cái tổn thương sau 4 chu kỳ nó mới xuất hiện hay là nó có từ trước. Tuy nhiên nhìn một cách tổng thể thì thấy rằng cái trường hợp hiện nay thì các bạn điều trị cũng đã rất là thành công. Và cái tổn thương gan trên cộng từ sau 4 chu kỳ ấy, thì đúng là nó vẫn còn, thế nhưng mà trên cắt lớp thì không thấy. Thế tuy nhiên cũng hơi tiếc một chút, nếu mà có cái cộng từ thì mình đánh giá kỹ hơn và mình sẽ có cái hướng đi nó sẽ chi tiết hơn một chút. Tuy nhiên với tất cả những cái dữ kiện hiện có thì cái phương pháp điều trị tiếp theo vẫn nên là điều trị toàn thân và điều trị bằng điều trị nội tiết thì vẫn là phương pháp điều trị hợp lý nhất, kể cả về mặt hiệu quả lẫn như là các tác dụng không muốn. Và em xin hết. Vâng, và chắc là chúng ta sẽ cho chụp thêm một cái cộng từ. Dạ vâng, nếu mà tốt hơn nữa thì ta chụp cái cộng từ tại thời điểm này để đánh giá lại cái tổn thương ở gan. Vâng. Để có hướng tiếp theo. Vâng, xin cảm ơn thầy Huy. Và xin mời ý kiến từ bệnh viện Hà Tĩnh ạ. Dạ, em xin cảm ơn quý thầy. Thì sau đây em cũng có một cái số ý kiến trao đổi là như này. Tức là trong cái tại cái thời điểm kết thúc hóa chất 8 chu kỳ ấy thì đáng là bọn em sẽ cho chụp em ra ổ bụng. Nhưng mà tại thời điểm đó thì viện bọn em thì là ở phía cái máy em ra nó đang gặp vấn đề nên là không chụp được, phải chụp CT. Thì tới đấy thì như theo ý kiến các thầy thì bọn em sẽ cho chụp lại, đánh giá lại bằng MRI ở bụng. Vâng, xin cảm ơn bệnh viện tỉnh Hà Tĩnh. Chắc thầy cho chụp sớm cái MRI đi, sau đó thì cho hội chẩn với chỗ thầy Cương và thầy Huy. Đó. Chúng ta có thể đưa ra thêm một cái phác đồ nó sát hơn với cả người bệnh này. Vâng. Chúc mừng bệnh viện Đa khoa tỉnh Hà Tĩnh đã rất thành công trong một ca bệnh mà theo ý kiến của thầy Huy cũng không phải là hay gặp đâu, đúng không? Vâng. Xin được cảm ơn các thầy cô. Xin được chuyển sang